Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Abe thăm đài tưởng niệm Lincoln, tin từ Washington DC. Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tổ chức một buổi gặp gỡ tại đài tưởng niệm Abraham Lincoln vào hôm qua, thứ Hai. Trong một tuyên bố, Tòa Bạch Ốc cho biết với kế hoạch của ông Abe đến thăm Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua, chuyến đi đột xuất này cho hai nhà lãnh đạo một cơ hội nói chuyện trực tiếp tại một địa điểm có ý nghĩa lịch sử đối với Hoa Kỳ. Tuyên bố lưu ý tháng 4 này đánh dấu 150 năm kết thúc cuộc nội chiến, cũng như ngày qua đời của Tổng thống Lincoln. Chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Shinzo Abe bao gồm một cuộc họp chính thức với Tổng thống Barack Obama bắt đầu từ sáng ngày thứ Ba với buổi lễ chào đón long trọng tại Tòa Bạch Ốc. Nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ là khách mời danh dự tại buổi quốc yến trong tối nay, thứ Ba, 28 tháng 4 2015. Tại buổi họp thì Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Shinzo Abe thảo luận về một thỏa thuận thương mại đề xuất có liên quan đến Hoa Kỳ và các nước châu Á và Hoa Kỳ viện trợ quân sự cho Nhật Bản. Trong chuyến thăm đài tưởng niệm Lincoln, Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Shinzo Abe dừng chân hơi lâu tại những bức tượng nơi khắc những câu nói trong bài diễn văn Gettysburg và bài diễn văn nhậm chức lần thứ nhì. Đoàn tùy tùng của Tổng thống Barack Obama có Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice và Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản Caroline Kennedy.